bài thì hơi nhiều nè. F2 bên hông vô nha, F2 cái khóe nó vô, xong mình được đưa xuống nhẹ nè, để tí mình dễ bút ra, bút ra trước đi đó. Cái này nè, thấy không, anh chị thấy nó lem ha, để nó không sao, cứ từ từ thôi, mình đẩy bột nó lên nha đó. Rồi bắt đầu giờ mình mới đưa xuống nè. Khi mà anh chị bút xuống trước rồi đó, anh chị ép vô đó, nó rất là dễ đi ha. Còn ví dụ như mà anh chị thấy nhiều lúc mà anh chị bút ra cái phần đầu móng đó, nó không có đi á, là cái đó là do cái phần mà mình bỏ bột lên ngay cái khúc này nè, mình vuốt đó nó bị khô đi, thì đâm ra là nó không có đi nữa nha. Đó, móng nhỏ, phần móng này thì không có đắp mỏng quá, móng nhỏ thì em đắp cái phần đầu móng mỏng hơn, móng này thì không cần ha. Tán cái bột cho nó nhả cái bột ra ha. Đó, bắt đầu giờ mình mới đi nè, bước xuống nè, xong mình để cái cọ thẳng mặt nè, ngắt nhẹ nè, bước xuống nè, thì thấy rất là đẹp ha. Đây, thì đập nè, đập nhẹ nhẹ nè, bước qua thì mình tán cái bột nó ra. Đây, ví dụ như thế này thì hơi nhiều nè. Nói cái cọng 12 mà em đắp này là dư luôn đó anh chị. Em đắp một cục là dư luôn á. Đó. Đó, mình ép hai bên hông vô nhé. Xong thì bắt đầu mình sẽ đưa cái bột xuống nè. Anh chị thấy không? Mình đưa xuống nè. Đó. Mình đưa xuống trước để anh chị dễ vuốt nha. Đây, vuốt xuống, đưa vô, ép vô nha anh chị nha. Em đưa cái bột nó đi nó rất là dẻo. Có nhiều người nói sao anh cho anh vuốt cái bột nó dẻo quá vậy, thì
thì đây là cái mẹo nha anh chị nha, mình đưa nó đi xuống trước đó, giống như kiểu mà cái máng trường mà anh chị phải để nước nó ướt hoặc là lúc nào nước nó cũng chảy á, thì mình mới trượt được nha. Thì cái này cũng vậy, ví dụ như mà mình bỏ bột lên xong rồi đưa xuống cái dưới này, ở dưới cái phần này nó khô mất rồi nên là anh chị rất là khó vuốt, nên là nó khó đi, cái bột nó không có sự dẻo nữa mà nó cứng ha. Cái đó là cái mẹo nha anh chị nha. Rồi tiếp nè, cái này cũng giống như đắp ôm vây vậy đó anh chị ha, bỏ lên nè, đẩy sát lên chút xíu nè, giờ tỏ ra đẩy lên trên cầu nè, nhanh chút xíu nè đó, xong anh chị đập nó ra nè, đập cho cái bột này nè, là anh chị nhìn em nha, đập cho bột nó dẻo, em hút cái cũng mịn màng liền ha. Đó không khó anh chị nha, mình đập nó, mình vuốt cho nó nhẹ nhàng cái là đi à. Ok, vuốt nhẹ cái nè, đó bên đây clean nhẹ nó chút xíu nè, đó là không chị thấy nè, mình xôn đi. Rồi cái này chơi một cục cho anh chị xem chơi nha. Cái này đắp cục thì anh sẽ lấy hơi nhiều nước chút xíu đây nha. Rồi đặt lên nè, để sát chút nè, để xuống nè, ép thanh thông vô trước cả nè, critical nha. Rồi bắt đầu mình mới đập nó, đưa nó xuống đó, mình đưa nó xuống từ từ đó. Bắt đầu bây giờ mình mới vuốt nè, thì nó lẻ hơn nha anh chị nha, đắp một cục thì nó lẻ hơn. Đây. Thế ha, đắp một cục thì nó lẻ hơn. Đó, chị nhìn nha, cọ em cọ 14 đây, cọ 14 đắp một cục móng dài, bình thường lắm anh chị ơi, không có gì mà phải cần cái cọ bự hết á. Tại con bự mình khó đặt tròn critical lắm, mình khó đặt trô lắm đó. Nhỏ thôi. Ok, 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 đắp này sơn top luôn nha anh chị nha. Tiếp nha, được gọi tên em trong đêm. Ép chưa nè anh chị, học em á thì anh chị phải nhìn cái đường cọ của em đi tại sao ha. Đây nè, em đưa xuống nè đó, em đưa xuống vậy thì em đâu có cần phải gắt đâu, em cứ đập từ từ nè, không em đưa nó xuống rồi nó có cái độ mượt ở dưới nè ha. Giờ mình tém hai bên hông vô nè đó, mình đâu có cần gắt, vuốt nè đó, vuốt xuống nè. Nhớ nha anh chị nha, vuốt cái khúc này là anh chị đè nè, đây nè cái khúc này nè chị đè nè đó, ép nó vô nè, lấy nó ra nè, đơn giản nè, tiếp theo rất là đơn giản này, lâu lắm rồi không có like, tức lắm. Ép nó lên nha. Rồi. Nó xuống. Lên nó nè. Lên nó nè. Đó. Là dính kịch cồn. Mà mấy cái này dễ chạy lắm chị ạ. Mấy cái này dễ chạy lắm ha. Lên nó nè. Xong nè. Đơn giản nè.